An Lộc chiến trường đi không hẹn. Tác giả Hồ Xám Phạm Châu Tài. Phần đầu. Viết cho những chiến hữu của tôi đã một thời vào sanh ra tử trên khắp chiến trường sôi bỏng để bảo vệ đất nước. Mùa hè năm 1972 đi qua như cơn ác mộng, mà khi tỉnh dậy người ta vẫn còn bàng hoàng như đang mê sảng. Mùa hè đến với những cơn lốc bào tàn, với những trận cuồng phong kinh hãi, sẵn sàng hủy hoại tất cả những gì gọi là sự sống của con người. Mà những tiếng kêu thương, bi ai thống khổ nhất vẫn còn âm vang cho đến ngàn sau. Mùa hè đến với bão lửa ngụt trời, bão lửa cuồn cuộn vút lên như hỏa diệm sơn, bao trùm khắp bầu trời miền Nam Việt Nam. Bão lửa hừng hực thiêu đốt muôn vạn sinh linh đang sống an lành tự do phía nam vị tuyến 17. Đau đớn thay, ác mộng kinh hoàng ấy, cuồng phong và bão lửa ấy là do chính con người gây nên. Con người mang nhãn hiệu cộng sản, lãnh đạo bởi một lũ người cuồng tín đã bán linh hồn cho quỷ đỏ đang ngự trị tại Hà Nội. Người ta được biết, sau khi tiếp nhận sự chi viện khổng lồ không giới hạn về các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân nhất từ phía Cộng sản Nga, Tàu, Hà Nội điên cuồng tung vào miền Nam ba cuộc tấn công vũ bão vào tỉnh Quảng Trị của vùng giới tuyến, vào tỉnh Kon Tum của Tây Nguyên và vào tỉnh Bình Phước thuộc miền Đông Nam Phần. Cuộc chiến bùng nổ khốc liệt chưa từng xảy ra từ ngày Cộng sản phát động cuộc chiến tranh gọi là giải phóng vào thập niên 60. Lửa, máu, nước mắt hòa với bom đạn đã cày xới và tràn lan khắp quê hương miền Nam tự do. Tuy nhiên, Cộng sản miền Bắc phải trả một giá rất đắt về hành động điên cuồng dã man của chúng để nhận sự thất bại đắng cay. Quảng Trị vẫn đứng vững, Kon Tum vẫn kiêu hùng quật khởi và Bình Long vẫn anh dũng hiên ngang phất cao ngọn cờ chính nghĩa. Trong chiến tranh, tấn công xâm chiếm mà không lấy được mục tiêu bị thiệt hại nặng nề là thất bại hoàn toàn. Trái lại, phòng thủ quyết tâm chống trả, dù phải chấp nhận ít nhiều tổn thất hy sinh mà vẫn giữ vững phần đất quê hương thì được gọi là chiến thắng. Với lý lẽ căn bản nêu trên, ba cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt vào mùa hè năm 1972 trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản Việt Nam là kẻ chiến bại và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là người chiến thắng. Phát động tấn công xâm chiếm vào đầu tháng 4 năm 1972. Tính đến tháng 9 năm 1972, thiệt hại nhân mạng của Cộng sản Bắc Việt được ước lượng khoảng 100.000 người. 100.000 vong linh của những người sinh Bắc tử Nam trở thành lũ âm binh lạc loài, vất vưởng tha hương mà gia đình họ không bao giờ biết được. Giành lấy chiến thắng một cách kinh hoàng và oai hùng nhất trong ba cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa có thể nói là chiến thắng Bình Long, mà trận chiến vô cùng khốc liệt đã bùng nổ tại thị xã An Lộc. Một tài liệu chính thức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được ấn hành sau mùa hè năm 1972 đã công bố tại mặt trận An Lộc cuộc tấn công đầu tiên của quân Cộng sản khởi đầu vào ngày 13 tháng 4 năm 1972 bằng toàn bộ của các sư đoàn 5, 7, 9 và sư đoàn Bình Long với tổng số vào khoảng 50.000 người. Cộng sản ước tính sẽ đánh chiếm An Lộc từ 5 đến 10 ngày và dự trù ngày 20 tháng 4 năm 1972 sẽ ra mắt chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại thành phố An Lộc. Thật vậy, lực lượng Cộng sản Bắc Việt tại Bình Long ngoài 4 sư đoàn với quân số mỗi sư đoàn là 10.400 người còn có một trung đoàn đặc công, 2 trung đoàn pháo binh và phòng không và 2 trung đoàn xe tăng. Hơn nữa, sự bổ sung quân số dễ dàng từ Mi Mốt, Snun bên kia biên giới Miên là nguồn nhân lực chính mà người ta khó ước tính được con số chính xác. Nhận diện chiến trường. An Lộc là quận Châu Thành, tỉnh Bình Long,
cách thủ đô Sài Gòn khoảng 100 cây số về hướng Tây Bắc. Với diện tích bề dài 1.800 thước và bề ngang đo được 900 thước. Một thị xã nhỏ bé điều hiu, chung quanh là rừng cao su ngút ngàn đến tận biên giới. Bình Long có 3 quận hành chánh, cực Nam là quận Chân Thành và cực Bắc là quận Lộc Ninh. Quốc lộ 13, con đường huyết mạch nối liền từ Lai Khê của tỉnh Bình Dương đi qua các quận lỵ, xã ấp của tỉnh Bình Long. Cách An Lộc 18 cây số về hướng Bắc là Lộc Ninh và cách An Lộc 30 cây số về hướng Nam là Chân Thành. Từ Chân Thành xuôi quốc lộ 13 về hướng Nam khoảng 30 cây số là Lai Khê, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Cơ sở hành chánh và quân sự tỉnh Bình Long đặt ngay trong quận Châu Thành, An Lộc, dưới sự điều hành của viên tỉnh trưởng là Đại tá Trần Văn Nhật. Trước khi trận chiến bùng nổ, quận Lộc Ninh được tăng cường với trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Một khẩu đội pháo binh đặt tại căn cứ yểm trợ hỏa lực Alpha cách Lộc Ninh khoảng 8 cây số về hướng Bắc và một chi đoàn thiết giáp thuộc Thiết đoàn 5 Kỵ binh Việt Nam Cộng hòa. Tại An Lộc, ngoài một số địa phương quân, cảnh sát và các cơ sở hành chánh tỉnh, mà nhân số không quá 200 tay súng, còn có pháo đội 105 ly, chi đoàn thiết giáp, trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa và liên đoàn 3 biệt động quân để đánh chiếm Bình Long, cầm quân cắt đứt quốc lộ 13 từ Lai Khê đi Lộc Ninh, đồng thời phong tỏa bầu trời Bình Long bằng một hệ thống phòng không để ngăn chặn sự can thiệp của không quân Việt Nam Cộng hòa. Trận chiến bùng nổ. 3 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, trung đoàn pháo có bí danh E6 bắn phủ đầu vào các cứ điểm phòng ngự của trung đoàn 9 bộ binh do Đại tá Trần Công Vĩnh chỉ huy bằng hàng ngàn quả đạn pháo đủ loại. Sau đó, cộng quân tung sư đoàn 5 Cộng sản Bắc Việt có xe tăng yểm trợ bắt đầu tấn công. Mặt khác, cộng quân sử dụng trung đoàn 272 thuộc sư đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt phục kích quốc lộ 13 từ An Lộc đi Lộc Ninh để tiêu diệt đường rút lui của quân trú phòng. Mặc dù có sự can thiệp hữu hiệu của không quân, căn cứ yểm trợ hỏa lực Alpha, phi trường Lộc Ninh và cứ điểm quân sự của trung đoàn 9 bộ binh bị tràn ngập sau hơn 2 ngày chống trả mãnh liệt. Lộc Ninh được ghi nhận hoàn toàn mất liên lạc lúc 19 giờ ngày 7 tháng 4 năm 1972. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh kịp thời nhảy vào An Lộc với hai tiểu đoàn của trung đoàn 8, tăng cường cho mặt phòng thủ phía Bắc thị xã ngày 6 tháng 4 năm 1972 và tuyên bố tự thủ An Lộc. Hai tiếng tự thủ lần đầu tiên được nhắc nhở nhiều lần trong chiến tranh Việt Nam qua lời tuyên bố của vị tướng Tư lệnh chiến trường, biểu lộ ý chí sắt đá của người chiến binh Việt Nam Cộng hòa, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ, gìn giữ mảnh đất quê hương. Hai tiếng tự thủ như lời thề cùng sông núi, lời hứa hẹn với tiền nhân đã ra công dựng nước và giữ nước. Hai tiếng tự thủ đã làm rung động con tim nhân dân miền Nam và cả nước hướng về An Lộc. Chiếm xong Lộc Ninh, cầm quân tiến về phía Nam và bắt đầu tấn kích An Lộc rạng sáng ngày 13 tháng 4 năm 1972. Thực ra, kể từ ngày 8 tháng 4 năm 1972, Cộng sản Bắc Việt đã dùng pháo binh rót vào An Lộc, Chân Thành và Lai Khê để cầm chân sự tiếp viện của Việt Nam Cộng hòa. Lực lượng đầu tiên được tăng viện đến Lai Khê ngày 5 tháng 4 năm 1972 là Lữ đoàn 1 nhảy dù do Đại tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy, gồm 3 tiểu đoàn và pháo đội nhảy dù. Lực lượng tăng viện thứ hai là Liên đoàn 81 biệt cách dù do Trung tá Phan Văn Huấn chỉ huy, gồm 4 đại đội xung kích và 4 toán thám sát. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa quyết định sử dụng toàn bộ sư đoàn 21 bộ binh từ vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng cường cho mặt trận Bình Long, giải tỏa quốc lộ 13. Ngoài quân bộ chiến nêu trên,
Sư đoàn 5 Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã yểm trợ cho chiến trường từ những ngày đầu chiến sự bùng nổ tại Lộc Ninh, với những phi vụ tấn công và yểm trợ xuất phát từ căn cứ không quân Biên Hòa và Tân Sơn Nhất. Hai đơn vị không quân của không lực Hoa Kỳ có mặt tại quân khu 3 Việt Nam Cộng Hòa là Lữ đoàn 7 Kỵ binh Không vận và Lữ đoàn 1 Không vận, cũng góp phần vào việc yểm trợ cho chiến trường Bình Long một cách đắc lực và hữu hiệu. Với nhiệm vụ cắt đứt quốc lộ 13, ngăn cản sự tiếp viện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Lai Khê, Sư đoàn 7 Cộng sản Bắc Việt được tăng cường pháo binh và phòng không tổ chức chằn chịt các vị trí phục kích, chốt chặn, chốt kiền, giật sập cầu, phá đường mong biến quốc lộ 13 thành một sạn đạo, có đi mà không đường trở lại. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, Lữ đoàn 1 nhảy dù mới đặt chân đến quận Chân Thành sau 7 ngày chạm trán với cộng quân để giải tỏa một khoảng đường không quá 30 cây số. Mở màn trận chiến tại An Lộc. Tiền pháo Hậu Xung là một chiến pháp dùng để tấn kích một căn cứ quân sự, một đồn binh hay một trại lính có pháo đài, có công sự chiến đấu, có nhiều lớp rào kẽm gai làm chướng ngại vật và hệ thống mìn bẫy giăng mắt chung quanh. An Lộc không phải là một căn cứ quân sự. An Lộc chỉ đơn thuần là một thị xã nhỏ bé, có nhà, trường học, bệnh viện và đường phố tấp nập người đi. An Lộc là một phố thị mà dân cư nhiều hơn lính chiến. Áp dụng chiến thuật tiền pháo Hậu Xung để đánh chiếm An Lộc, Cộng sản Bắc Việt đã hiện nguyên hình là loài quỷ đỏ điên cuồng bắn hàng ngàn quả đạn pháo 130 ly, 155 ly, súng cối 120 và hỏa tiễn 122 ly vào phố thị đông người để sát hại dân lành vô tội. Pháo, loại đạn vòng cầu có tầm phá hủy kinh khủng nhất đã rót liên tục vào thị xã, ngày cũng như đêm. Pháo từng hồi, từng phút, từng giờ biến An Lộc bỗng chốc trở thành hỏa ngục. Nhà cửa, nhà thờ, chùa chiền, cao ốc, bệnh viện, tất cả đều thay hình đổi dạng, sụp đổ hoang tàn. Trú ẩn trong nhà cũng bị thương vong, chạy ra đường cũng chết. Sự chết đau thương và đến bất chợt theo tiếng ầm vang của pháo, theo tiếng gió rít của tầm đạn đi. Sự chết hải hùng, chết không kịp nhắm mắt, chết không toàn thây, chết vô thừa nhận đầy dẫy khắp nơi trên đường phố. Ngay khi mưa pháo thưa dần và chấm dứt, cộng quân tung vào trận địa sư đoàn 9 và sư đoàn Bình Long với sự yểm trợ của chiến xa T-54. Tuyến phòng thủ phía Tây thị xã do Trung đoàn 7 Bộ binh đảm nhiệm và phía Đông do Liên đoàn 3 Biệt động quân án ngữ. Chống trả mãnh liệt, khi thì giãn ra, lúc co cụm lại, nhưng vẫn đứng vững. Trong khi tuyến phòng thủ phía Bắc do hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 8 vừa đến tăng cường đã bị chọc thủng. Đặc công, xe tăng và quân bộ chiến Cộng sản Bắc Việt tuôn vào thành phố như nước vỡ bờ. Ác chiến diễn ra trên thành phố, đạn bay súng nổ, thay người gục ngã, dân lành bồng bế dìu dắt nhau bỏ chạy. Chạy đi đâu để tránh thương vong? Nỗi khổ, nỗi lo và niềm hy vọng mong manh để được sống đã đến với người dân An Lộc sau quá bi thương, sau lắm đọa đày. Xe tăng cầm quân rú gầm nhiều nơi trong thành phố, chạy ngang chạy dọc, tiếng xích sắt ken két nghiến trên đường tráng nhựa hòa lẫn với tiếng nổ ì ầm bắn ra từ đài bác 100 ly trên pháo tháp nhắm vào các cao ốc và những bức tường nhà hiển hiện trên hướng tiến của chúng. Trên bầu trời thị xã, không quân, bất chấp hiểm nguy, nhào lộn và len lỏi qua mạng lưới phòng không, tung ra những tràng đại liên và những quả bom chính xác vào vị trí giặc thù. Bom nổ làm rung chuyển thành phố như cơn địa chấn. Từng cột khói đen bốc lên cao cuồn cuộn. Giây phút nao núng ban đầu khi thấy xe tăng cộng sản xuất hiện tan biến nhanh chóng trong lòng những người lính tử thủ. Bây giờ đã đến lúc vùng lên bắn hạ những con quái vật đó. Phải biến chúng thành những khối sắt bất động, không còn tác yêu tác quái nữa. Một đoàn 4 chiếc tăng T-54 từ hướng Bắc theo đường Nguyễn Trung Trực nối đuôi nhau tiến vào phía sau khu chợ mới.
Một anh lao công đào binh, tạo được công đầu bằng một quả lựu đạn tung vào thùng xăng phụ đèo sau đuôi xe tăng T-54. Lựu đạn nổ, xe tăng bốc cháy. Việt Cộng từ trong xe tăng mở nắp pháo tháp chạy thoát ra ngoài, bị thanh toán ngay tại chỗ, thay nằm vất vưởng bên thành xe. Chiếc thứ hai xuất hiện sát bộ tư lệnh sư đoàn 5, đại tá Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh phó, liền bắn một quả M-72 vào chiến xa T-54. Vì bắn quá sát nên đạn M-72 không nổ. Chiếc T-54 bỏ chạy liền, bị một chiếc trực thăng Cobra từ trời cao lao mình xuống, phóng liền hai trái hỏa tiễn trúng chiếc tăng đi đầu nổ tung. Ba chiếc tăng còn lại lúng túng, rú gầm trên khoảng đường bề ngang quá hẹp, không xoay sở được, dễ dàng biến thành mục tiêu của hỏa tiễn cầm tay M-72 được phóng ra từ quân trú phòng. Bây giờ người ta mới biết sức công phá mãnh liệt của loại hỏa tiễn cầm tay M-72, một loại vũ khí chống tăng lợi hại mà bấy lâu nay bị người ta coi thường. Những chiếc tăng T-54 đầu tiên bị bắn hạ tạo nên sự phấn khởi dây chuyền trong hàng ngũ quân trú phòng. Họ xông vào xe tăng địch như một đợt thi đua lập chiến công. Hai khẩu pháo 105 ly của thị xã đặt tại sân vận động cạnh đại lộ Trần Hưng Đạo hạ nòng bắn trực xạ vào xe tăng cộng sản. Bắn lật tung pháo tháp xuống đất, bắn đứt xích, gãy nòng và biến chúng thành những con cua rang muối, hừng hực đỏ lửa. Đây là hai khẩu pháo cuối cùng của An Lộc đã bắn hết đạn trước khi tắt thở. Và bắt đầu từ đó, sự yểm trợ của hỏa lực cơ hữu vào thị xã hoàn toàn bất hiển dụng. Trận đánh khởi đầu từ mờ sáng đến xế chiều dưới ánh nắng chói chang của mùa hè vùng nhiệt đới. Dưới sức tàn phá kinh hoàng của đạn bom mà mỗi giờ phút đi qua đều mang theo hình ảnh của sự hủy diệt. Sự can thiệp của không quân gây ít nhiều thiệt hại cho cầm quân. Nhiều chiếc xe tăng T-54 bốc cháy ven rừng trước khi vào thành phố. Ngoài ra, sự xuất hiện của pháo đài bay B-52 được coi như khắc tinh của chiến thuật biển người, đã gây nhiều nỗi khiếp đảm và làm tổn thất nặng nề cho 4 sư đoàn cầm quân đang bủa vây An Lộc. Pháo đài bay B-52, một vũ khí chiến lược của không lực Hoa Kỳ phát xuất từ Thái Lan và đảo Guam, đã can thiệp vào chiến trường Bình Long theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thực hiện 17 phi vụ đánh bom. Mỗi phi vụ gồm 3 phi cơ bay trên thượng tầng khí quyển mà mắt thường ít khi nhìn thấy. Chỉ nghe tiếng ù ù xa xăm của động cơ mà không biết bom sẽ nổ nơi nào. Mỗi phi vụ mang 42 quả bom nặng 500 kg và 24 quả bom nặng 250 kg, đồng loạt rơi xuống chính xác mục tiêu đã ấn định. Vài giây đồng hồ trước khi bom nổ, người ta phát hiện tiếng gió rít ghê rợn của hàng loạt bom đang rơi. Tiếng rít gió ào ào như trận cuồng phong, như tiếng kêu của tử thần. Bom chạm mục tiêu, nổ hàng loạt, nổ từng chuỗi dài. Tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Lửa và khói đen bốc cao. Từng luồng khí nóng hừng hực tỏa ra với vận tốc cực nhanh. 500 thước bề ngang và 1.000 thước bề dài trong tầm sát hại của bom rơi, tất cả đều biến thành bình địa. Trong trận chiến An Lộc, B-52 đã đánh bom, có khi chỉ cách tuyến phòng thủ 900 thước, theo tin tức tình báo được kiểm nhận. Có cả một trung đoàn cầm quân bị biến mất trong lúc bao vây thành phố. Sau 3 ngày đêm chống trả dữ dội, khu vực phía bắc thành phố, kể cả đồi Đồng Long, một cao điểm chiến thuật quan trọng đã lọt vào tay giặc. Từ đồi Đồng Long, cầm quân quan sát và nhìn rõ mọi hoạt động trong thành phố. Hơn nữa, nơi đây là cao điểm lý tưởng để tổ chức các vị trí súng phòng không 12 ly 8, Đại Bác 23, 37 ly và hỏa tiễn địa không SA-7 đã khống chế và làm giới hạn sự can thiệp của không quân. Tuyến phòng thủ An Lộc càng lúc càng thu hẹp dưới sức ép của pháo binh và tấn công liên tục của cộng sản. Quốc lộ 13 chưa được giải tỏa, do đó sự tiếp viện bằng đường bộ hoàn toàn bị tê liệt. Sự yểm trợ bằng không quân cũng gặp khó khăn. Hơn 80% đồ tiếp liệu như đạn dược, thuốc men và thực phẩm
được thực hiện bằng phương tiện thả dù, đã rơi vào vùng địch kiểm soát. Những đơn vị cơ giới và pháo binh của An Lộc hoàn toàn bất khiển dụng, phân nửa lực lượng phòng thủ bị loại ra khỏi vòng chiến. An Lộc đang hấp hối nhưng chưa tắt thở. Trong tình trạng chiến đấu tử thủ hôn mê đó, An Lộc vẫn củng cố niềm tin vào kế hoạch giải vây sẽ được bùng nổ vào giờ thứ 25. Không, An Lộc không thể chết tức tưởi như Lộc Ninh. An Lộc cần phải được mở một nút thắt hơi để thở. Các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam Cộng Hòa đã khẳng định điều đó và đã dự trù một kế hoạch để đối phó trong tình huống xấu nhất xảy ra để cứu nguy An Lộc. Theo chân đoàn quân ma, theo kế hoạch giải vây, hai đơn vị thiện chiến được sử dụng đến là lữ đoàn 1 nhảy dù và liên đoàn 81 biệt cách dù. Cả hai đơn vị này đều nhảy thẳng vào An Lộc với hai nhiệm vụ khác nhau, một phía trong và một phía ngoài thị xã. Lữ đoàn 1 nhảy dù sẽ quét sạch hành lang vây khốn bên ngoài chu vi phòng thủ của liên đoàn 81 biệt cách dù, mở đường máu đánh thẳng vào An Lộc, tiếp tay với quân trú phòng bên trong, chiếm lại phân nửa thành phố đã mất. Người ta nghĩ kế hoạch này là một ván cờ liều, một kế hoạch đánh xả láng, thí chốt để tiến xe, và những đơn vị thi hành sẽ là những con thiêu thân bay vào ánh lửa. Đúng vậy, họ là những con chốt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những con chốt đã sang sông và đã nhập cung, trở thành một pháo đài sừng sững trước mặt quân thù. Ngày 14 tháng 4 năm 1972, từ chân thành, lữ đoàn 1 nhảy dù và một pháo đội được trực thăng vận vào một địa điểm cách An Lộc 4 cây số về hướng đông nam. Từ ấp Sóc Tông Cui, tiểu đoàn 6 nhảy dù chiếm lĩnh cao điểm 176, còn được gọi là đồi gió, đặt 6 khẩu 105 ly để yểm trợ cho bộ chỉ huy lữ đoàn cùng tiểu đoàn 5 và 8 nhảy dù tiến về hướng An Lộc. Linh động và bất ngờ là hai yếu tố quan trọng trong binh pháp được lữ đoàn 1 nhảy dù khai thác triệt để trong cuộc hành quân này. Cầm quân đang bao vây An Lộc bị cú bất ngờ khi thấy lính nhảy dù xuất hiện phía sau. Yếu tố bất ngờ đã làm địch quân hốt hoảng, trận đánh đẫm máu nổ ra và nhảy dù đã chiếm ưu thế, mở được một khoảng trống trong vòng vây kín mít từ phía đông nam hướng về An Lộc. Cùng ngày 14 tháng 4 năm 1972, trong khi lữ đoàn 1 nhảy dù được trực thăng vận vào An Lộc, thì từ những khu rừng già vùng Tây Nam Sa Mát dọc theo biên giới Miên Việt, liên đoàn 81 đang hành quân được triệt xuất để trở về Trảng Lớn thuộc tỉnh Tây Ninh. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 1972, liên đoàn 81 biệt cách dù được vận chuyển qua Lai Khê bằng trực thăng Chinook CH-46. 12 giờ cùng ngày, khi kho đạn Lai Khê bị đặc công cộng sản phá hoại nổ tung, là lúc toàn bộ 550 quân cảm tử của liên đoàn 81 biệt cách dù sẵn sàng tại phi trường để được trực thăng vận vào An Lộc. Nắng hè chói chang oi bức, ánh nắng lung linh theo cánh quạt của trực thăng tiễn đưa đoàn quân ma đi vào vùng đất cấm. Địa điểm đổ quân là những đám ruộng khô cằn nứt nẻ phía tây tỉnh lộ 245. Chung quanh là những cánh rừng thưa trải dài theo hướng tây bắc, khoảng cách một cây số để đi đến đồi gió. Phải cần một hợp đoàn 45 chiếc trực thăng đa dụng UH-1D với hai đợt đổ quân mới thực hiện xong cuộc chuyển quân. Và liên đoàn 81 biệt cách dù đã vào vùng hành quân lúc 4 giờ chiều ngày 16 tháng 4 năm 1972. Mở tần số liên lạc với tướng Lê Văn Hưng trong An Lộc, liên lạc với lữ đoàn 1 nhảy dù để biết vị trí quân bạn và nhanh chóng khai triển đội hình chiến đấu. Di chuyển về hướng Tây, len lỏi theo đường thông thủy giữa hai ngọn đồi gió và đồi 169, âm thầm và ngầm tâm mà đi. Một sự kiện bất ngờ không may xảy đến khi đoàn quân đang di chuyển. Một quả bom của không quân đánh vào vị trí của cộng quân lại rơi ngay vào đội hình di chuyển của biệt cách dù, gây thương vong cho một vài binh sĩ, trong đó có thiếu úy Lê Đình Chiếu Thiện. Lập tức, trái khói vàng được bốc cao giữa đoàn quân để phi công nhận diện phía dưới là quân bạn.
phải mất một thời gian ngắn cho việc tản thương. Hai cố vấn Mỹ, đại úy Huggins và thượng sĩ Yetta nhanh chóng liên lạc với lữ đoàn 17 kỵ binh không vận Hoa Kỳ, yêu cầu trực thăng cấp cứu và được thỏa mãn. Đây là hai cố vấn thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ vẫn còn chiến đấu bên cạnh liên đoàn 81 biệt cách dù khi quân bộ chiến Mỹ đã rút lui khỏi chiến trường Việt Nam theo kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh được thi hành vào năm 1970. Sự kiện thứ hai xảy đến là sự xuất hiện của 47 quân nhân thuộc liên đoàn 3 biệt động quân từ đội 169 chạy tuôn xuống, mặt mày hốc hác vì mệt mỏi và thiếu ăn, bị thất lạc và phải trốn trong rừng. Họ đi theo biệt cách dù để trở lại đơn vị gốc trong An Lộc. Vài tràng súng AK ròn rã nổ ở hướng đông. Có lẽ địch bắn báo động. Tiếp tục di chuyển, rẽ về hướng Tây Bắc để vào rừng cao su Phú Hòa. Tiếng súng nổ liên hồi đứt quãng phía trước. Tiểu đoàn 5 nhảy dù đang chạm địch. Gặp tiểu đoàn trưởng nhảy dù, Trung tá Hiếu cười méo miệng, nói như phân trần. Tụi nó đông như kiến và bám sát tụi moi như bầy đĩa đói. Tụi nó đông như kiến đã nói lên thực trạng chênh lệch lực lượng quân sự đôi bên mà phần ưu thế về phía Việt Cộng. Nhưng đã là nhảy dù thì phải cố gắng. Cố gắng cho đến lúc tàn hơi, đã là biệt cách dù thì phải chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh cho màu cờ sắc áo của đơn vị. Hoàng hôn phủ xuống thật nhanh. Bóng tối lần lần bao trùm cảnh vật chung quanh. Súng vẫn nổ rải rác từng đợt, từng hồi trong rừng thẳm. Biệt cách dù tiến chiếm ấp Sóc Gòn trong im lặng và an toàn, vì địch vừa rút ra khỏi đây. Lục soát, bố trí và dừng quân chung quanh ấp trong những công sự chiến đấu đã có sẵn của Việt Cộng. Bóng đêm dày đặc, im vắng, xa xa về hướng An Lộc. Đạn pháo ì ầm nổ như tiếng trống cầm canh. Sự đổ quân ào ạt của Việt Nam Cộng Hòa về phía Đông Nam cách An Lộc 4 cây số đồng nhịp với các phi vụ đánh bom B-52 tàn khốc về phía Tây Nam của thành phố đã làm cho Cộng quân hoang mang, hốt hoảng. Lữ đoàn 1 nhảy dù là lực lượng đối kháng vòng ngoài để thu hút địch quân, đồng thời tạo một lỗ hổng để biệt cách dù xâm nhập vào thành phố sáng ngày 17 tháng 4 năm 1972. Cùng một thời điểm của tiểu đoàn 8 nhảy dù tiếp cận ngoài vi tuyến phòng thủ của thị xã về phía nam cạnh quốc lộ 13. Cộng quân không ngờ biệt cách dù đã lọt vào thị xã, tiếp hơi cho quân tự thủ và mở cuộc tấn kích ngay đêm đó vào các khu phố mặt bắc. Với kỹ thuật đánh đêm điêu luyện, thần tốc, khi phân tán, khi hội tụ, biệt cách dù đã giáng lên đầu cộng quân những đòn sấm sét, đánh không có sự yểm trợ của pháo binh hay bất cứ một loại vũ khí vòng cầu nào. Đánh bằng súng cá nhân, bằng lựu đạn, đánh cận chiến bằng lưỡi lê. Đánh nhau từng căn nhà, từng cao ốc đổ vỡ, chiếm lại từng con đường, từng khu phố trong đêm dài dường như bất tận. Sáng ngày 18 tháng 4 năm 1972, biệt cách dù đã có mặt hầu hết trong các khu phố phía bắc thị xã và giải thoát gần 100 gia đình cư dân còn kẹt lại trong vùng kiểm soát của Cộng sản. Từ các căn nhà sụp đổ bên vệ đường, từng toán Việt Cộng tuôn ra tháo chạy thục mạng về hướng bắc vì chúng bị đánh phủ đầu ban đêm. Sáng ra, nhìn chung quanh nơi nào cũng thấy lính rằng ri. Loại lính đã hơn một lần chặn đánh chúng trên đường Trường Sơn heo hút mưa bay. Mặc dù đã chiếm lại toàn bộ khu vực phía bắc, nhưng vẫn còn một ổ kháng cự mà cộng quân vẫn cố thủ bên trong. Đó là đồn cảnh sát giả chiến. Biệt cách dù tấn công nhiều đợt nhưng vẫn chưa vào được. Hơn nữa, từ đồi Đồng Long, Việt Cộng dùng đại bác 57 ly, sơn pháo 75 ly và súng không giật 82 ly bắn trực xạ vào biệt cách dù để yểm trợ cho bọn chúng cố thủ bên trong đồn. Cố vấn Huggins của biệt cách dù vào ngay tần số của lữ đoàn 1 không quân Hoa Kỳ xin yểm trợ hỏa lực. Hai chiếc phi cơ AC-130 Spectre bay lượn trên vùng trời An Lộc
với cao độ ngoài tầm sát hại của cao xạ và hỏa tiễn địa không SA-7. Bắn từng quả đạn 105 ly hoặc từng loạt 3 quả đạn 40 ly vào mục tiêu yêu cầu được điều chỉnh từ dưới đất. Cuối cùng, đồn cảnh sát lọt vào tay biệt cách dù vào lúc 4 giờ chiều. Phần nửa thành phố phía Bắc được chiếm lại sau gần 24 tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục. Liên đoàn 81 biệt cách dù yêu cầu Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh điều động quân bạn hai bên cạnh sườn cùng tiến lên ngang hàng với quân biệt cách dù. Sự yêu cầu không được đáp ứng vì quân số của quân trú phòng đã hao hụt và bất hiển dụng quá nhiều. Do đó cạnh sườn của biệt cách dù bị bỏ trống. Lợi dụng sơ hở này, cộng quân phản công mãnh liệt bằng hai mũi tấn công. Mũi thứ nhất đánh trực diện từ hướng đồi Đồng Long, có sự yểm trợ của cối 61 ly, cối 82 ly và sơn pháo 75 ly. Mũi thứ hai từ phía Tây đánh thốc vào ngang sườn với quân số khá đông. Trước tình huống phải đối đầu phía trước mặt và phía ngang hông, biệt cách dù phải rút quân về phía khu chợ mới, tuy nhiên vẫn còn để lại một đại đội cố thủ trong đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát đương nhiên trở thành một tiền đồn án ngữ lẻ loi phía bắc thị xã. Một tiền đồn bất đắc dĩ mà không thể nào bỏ trống được. Và nơi đây là một cái gai mà cộng quân bằng mọi cách phải nhổ đi. Do đó muốn duy trì vị trí chiến thuật quan trọng đó, phải đổ máu rất nhiều. Biệt cách dù chấp nhận sự lựa chọn này để giữ vững tiền đồn suốt một thời gian dài. Sự tham chiến của Liên đoàn 81 biệt cách dù đã làm cho An Lộc hồi sinh sau cơn mê dài hấp hối. Và sự có mặt của biệt cách dù đã mở màn cho những trận đánh ác liệt xảy ra trong lòng thị xã. Đêm 19 tháng 4 năm 1972, cộng quân sử dụng trung đoàn 141 và trung đoàn 275 có xe tăng yểm trợ, tấn công đồi gió sau khi rót vào vị trí này hàng ngàn quả đạn pháo. Tiêu diệt 6 khẩu pháo 105 duy nhất của pháo đội nhảy dù và tràn ngập tiểu đoàn 6 nhảy dù của Trung tá Đỉnh đang án ngữ tại đây. Đồng thời pháo kích dữ dội vào An Lộc để chuẩn bị cho hai mũi tấn công từ hướng Tây và hướng Bắc thành phố. Trận đánh kéo dài suốt đêm. Tuyến phòng thủ vẫn đứng vững trước chiến thuật biển người của Cộng sản. Riêng khu Bắc thị xã, biệt cách dù và cộng quân giao tranh ác liệt, có khi chỉ cách nhau một con đường bề ngang 4 thước trong tầm ném tay của lựu đạn. Mất đồi gió, một cao điểm quan trọng nằm bên ngoài phạm vi phòng thủ, với 6 khẩu pháo 105 ly còn lại duy nhất để yểm trợ. An Lộc càng lúc càng thấy cô đơn trong mênh mông bão lửa. Một số quân của tiểu đoàn 6 nhảy dù do Trung tá Đỉnh chỉ huy chạy thoát về sông Bé hướng đông và được trực thăng cứu cấp bốc về Lai Khê tái huấn luyện và bổ sung quân số chờ ngày phục hận. Cuộc chiến giảm dần cường độ vì sự thiệt hại của hai bên công thủ. Bên ngoài phạm vi phòng thủ, lữ đoàn 1 nhảy dù đã là một thành đồng vững chắc án ngữ mặt đông nam. Bên trong thành phố, biệt cách dù mở cuộc tấn công đêm liên tục, đánh phá những vị trí cộng quân chiếm giữ, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoài ra, sự oanh tạc của B-52 gần An Lộc đã gây tổn thất rất nhiều cho địch quân. Tuy nhiên, mức độ pháo kích của cộng quân vẫn đều đặn rót vào An Lộc khoảng 2.000 quả đạn mỗi ngày. Bên phố chợ, người dân ngậm ngùi nhìn thấy những nấm mồ của tử sĩ biệt cách dù mỗi ngày một nhiều hơn. Họ đánh nhau hàng đêm và hì hục chôn xác bạn bè hàng đêm trong mưa pháo tuôn rơi khi mặt trời chưa thức giấc. Sống, chiến đấu bên nhau trong cuộc hành trình gian khổ để tiêu diệt quân thù trên khắp nẻo đường đất nước. Lòng thủy chung và tinh thần chiến hữu keo sơn chan hòa thắm thiết khi có người nằm xuống, vĩnh viễn ra đi. Hình ảnh nghĩa trang biệt cách dù đã nói lên điều đó. An Lộc, chiến trường đi không hẹn. Theo lời công khai và thú nhận của tù hàng binh Cộng sản mà quân lực Việt Nam Cộng hòa bắt được, có 3 thứ mà cán binh Cộng sản lo sợ khi vượt Trường Sơn để xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Thứ nhất là B-52.
thứ nhì là biệt kích số 81 và thứ ba là chạm súng với quân nhảy dù. Cả ba thứ đó đều hiện hữu và có mặt tại chiến trường An Lộc. Liên đoàn biệt kích nhảy dù, dân miền Nam thường gọi tắt là biệt kích dù. Việt Cộng gọi là biệt kích số 81, thực ra là đơn vị tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với quân số khiêm nhường trên bảng cấp số là 916 người. Được đào tạo và huấn luyện thuần thục về chiến thuật phản du kích trong chiến tranh ngoại lệ, nhảy toán, thám sát, đột kích, bắt cóc tù binh, đánh phá vào các cơ sở hậu cần của địch. Nhảy vào lòng đất địch để chiến đấu bằng phương tiện nhảy dù, nhưng phần lớn bằng trực thăng vận, âm thầm hoạt động trong vùng khu chiến, cách biệt xa tầm yểm trợ của pháo binh. Bước chân của người chiến binh biệt kích dù đã lần lượt đi qua các chiến trường sôi động một thời vang danh quân sử. Từ Làng Vây, A Sao, A Lưới, Tà Bạc, Khe Sanh, Lao Bảo, quanh năm sương mờ bao phủ của vùng biên giới Việt-Lào, vượt lên phương Bắc hỏa tuyến với Mai Lộc, Cam Lộ, Đông Hà, Quảng Trị và xuôi về vùng núi rừng Cần Duyên của Tam Quan, Bình Định, Bồng Sơn, An Lão, đi miệt mài, hành quân không ngơi nghỉ để về Tây Nguyên với bô lô ven hùng vĩ, đổ xuống Tam Biên, đi Tân Cảnh, Diên Bình và tạm dừng chân, nâng chén quan hạ bên bờ sông Đắk Pla, nước chảy ngược dòng của chiến trường Kon Tum, mịt mờ bụi đỏ. Tây Ninh nắng cháy nung người, không làm nao lòng chiến sĩ, bình giả, đồng xoài, nặc nồng mùi tử khí. Khi chiến trường im tiếng xung phong, thì bước chân của người chiến binh biệt kích dù vẫn còn dong ruổi trong cuộc hành trình vô định. Vào An Lộc, chiến trường nặng độ với trung bình mỗi ngày hơn 2.000 đạn pháo. Chiến trường cô đơn khi tổn thất của quân tử thủ mỗi lúc một gia tăng, đánh đêm đánh ngày, dằn dai khi công khi thủ, ròng rã kéo dài suốt tháng. Cứ mỗi lần cầm quân gia tăng cường độ pháo kích vào thành phố, là để chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng bộ binh ngay sau đó. Đêm 4 tháng 5 năm 1972, cầm quân ồ ạt tấn công vào phòng tuyến phía của biệt kích dù. Ở thế công thì dù sao cũng có ít nhiều sơ hở, nhưng khi biệt kích dù ở vào thế thủ thì một con kiến cũng khó lọt qua. Lựu đạn, mìn thi nhau nổ, AK súng máy rít vang trời. Trận đánh kéo dài đến sáng tỏ trời. Xác địch nằm la liệt, ngổn ngang bên ngoài phòng tuyến. Lần đầu tiên trong trận địa chiến, biệt kích dù tịch thu được hai khẩu súng phun lửa do Trung Cộng sản xuất. Trong túi áo của mỗi xác chết đều có mang theo một mảnh giấy nhỏ bề ngang 5 phân, bề dài 20 phân với câu viết ngắn gọn: quyết tâm bắt sống sư trưởng sư đoàn 5, dừng cờ chiến thắng. Thì ra bọn này có học tập trước khi lao mình vào tử địa. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, cầm quân bắt đầu pháo kích dữ dội từ 5 giờ sáng. Pháo liên tục dòng rã suốt ngày. Người ta đếm có hơn 8.000 quả đạn pháo rơi xuống thành phố. Nhà cửa đã hoang tàn lại thêm hoang tàn. Người ta tiên liệu một cuộc tấn công lớn của cầm quân sắp xảy ra và trận đánh lớn nổ tung lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 1972 với toàn bộ lực lượng còn lại của 4 sư đoàn đang vây hãm An Lộc. Địch ồ ạt tiến vào thành phố từ nhiều phía. Tuyến phòng thủ phía đông bắc của biệt động quân bị thủng. Một số cộng quân lọt vào ti chiêu hồi. Xe tăng T-54 xuất hiện nhiều nơi trong thành phố. Có chiếc tiến lại gần bản doanh tử thủ của tướng Lê Văn Hưng và bị bắn cháy. Xe tăng và quân bộ chiến của cộng quân bị chặn đứng tại phòng tuyến của biệt kích dù. Trời sáng tỏ và trận đánh trở nên ác liệt. Phòng tuyến phía tây của trung đoàn 7 bộ binh bị thủng và co cụm lại thành từng ổ kháng cự chung quanh tiểu khu. Không quân can thiệp kịp thời, dội bom bên ngoài, bắn phá bên trong thành phố. Xe tăng của cộng sản và bộ đội không phối hợp chặt chẽ với nhau khi tấn công vào thành phố. Do đó nhiều chiếc xe tăng chạy lạc đường, bị lẻ loi, dễ bị tiêu diệt. Quân trú phòng nhảy ra khỏi vị trí chiến đấu để săn đuổi xe tăng như thợ săn đang săn đuổi con mồi.
Đây là lần thứ hai xe tăng địch đã vào thành phố để biến thành những khối sắt bất động. Đơn vị nào cũng bắn cháy được xe tăng, kể cả một số ít địa phương quân còn lại cũng hăm hở diệt tăng với khẩu M72 lần đầu tiên được sử dụng. Trận đánh tàn dần lúc 3 giờ chiều với sự thiệt hại nặng nề của còng quân. Người ta đếm được 40 xác chiếc xe tăng rải rác đó đây trong thành phố và ngoài tuyến phòng thủ. Không kể đến hàng loạt thi thể không toàn vẹn của những người lính đến từ phương Bắc xa xôi. Tuy nhiên, An Lộc vẫn còn nằm trong khả năng pháo kích ngày đêm của Cộng sản. An Lộc vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của lực lượng bao vây khi quốc lộ 13 chưa được giải tỏa. Sư đoàn 21 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa với nhiệm vụ giải tỏa quốc lộ 13, mặc dù tiến quân chậm và vững chắc cũng bị thiệt hại nhiều. Tiểu đoàn 6 nhảy dù đã lấy lại sinh lực sau lần thất bại tại Đồi Gió đã trở lại tham chiến, và là đơn vị đầu tiên của lực lượng giải tỏa tiến về An Lộc sau bao trận đánh phục thù ven quốc lộ 13. Ngày 8 tháng 6 năm 1972, lúc 5 giờ chiều, tiểu đoàn 6 nhảy dù đến Sa Cam bắt tay với tiểu đoàn 8 nhảy dù do Trung tá Đào Thiện Tuyển đang án ngữ tại đây. Sa Cam, cửa ải địa đầu cực nam An Lộc, khoảng 2 cây số nằm ven quốc lộ 13. Một đồn điền với rừng cao su ngang dọc thẳng tắp đã trở thành chiến địa mà tiểu đoàn 8 nhảy dù nhất kiếm trấn ải, tung hoành trong suốt thời gian gần 2 tháng để chiến đấu sống còn với lực lượng địch quân có quân số và hỏa lực đông và mạnh gấp nhiều lần. Cái bắt tay của tiểu đoàn 6 nhảy dù với tiểu đoàn 8 nhảy dù như một tiếng sấm vang trời trong cơn mưa tầm tã, báo hiệu trời quang mây tạnh sẽ đến. Những người lính nhảy dù truyền hơi ấm cho nhau, mỉm cười với ánh mắt long lanh tin tưởng vào ngày tàn của cộng quân trong chiến trường An Lộc. Ngày 10 tháng 6 năm 1972, Liên đoàn 81 biệt cách dù tung toàn bộ lực lượng, quét sạch tất cả các ổ kháng cự của cộng quân trong các khu phố phía Bắc thị xã, bắt được một tù binh đang thúc thủ dưới hầm sâu. Đây là một tên bộ đội thuộc Sư đoàn 5 Cộng sản Bắc Việt. Sau hơn 5 tháng vượt Trường Sơn để bổ sung cho chiến trường với nhiệm vụ anh nuôi. Anh nuôi là tiếng của Việt Cộng dùng để chỉ những tên lính chuyên lo việc bếp núc, nấu ăn cho đơn vị. Gương mặt hốc hác vì hoảng sợ, nước da xanh như tàu lá vì thiếu ánh nắng mặt trời và tay chân hơi run rẩy vì thiếu ăn. Tên bộ đội lắp bắp khai: đơn vị hết người chiến đấu vì bị chết quá nhiều, cho nên thủ trưởng bắt buộc em cầm súng ra trận. Em chưa bắn một phát nào, đến đây đã được 3 ngày cứ lo đào hầm để tránh bom. Lời cung khai của tên bộ đội khoảng 18 tuổi, với gương mặt non choẹt còn phơn phớt nét thơ ngây của tuổi học trò, đã nói lên tình trạng tổn thất bi đát của lực lượng cộng quân sau gần 2 tháng bao vây và tấn công mà không chiếm nổi An Lộc. Ngày 12 tháng 6 năm 1972, Liên đoàn 81 biệt cách dù tái chiếm đồi Đồng Long, một cao điểm quan trọng nằm sừng sững phía Bắc, cách An Lộc khoảng 500 thước. Lực lượng tấn công tái chiếm đồi Đồng Long gồm đại đội 2 xung kích do đại úy Nguyễn Sơn chỉ huy, đại đội 3 xung kích do đại úy Phạm Châu Tài chỉ huy và 4 toán thám sát do trung úy Lê Văn Lợi chỉ huy. Biệt cách dù chia làm 3 mũi, bọc trái, bọc phải và chính diện hướng về mục tiêu trước mặt có cao độ 128 thước. Họ xuất quân và đến lưng chừng đồi lúc nửa đêm, đồng loạt xung phong khi hừng đông vừa ló dạng chân trời. Bị đánh bất ngờ và vô cùng táo bạo, lựu đạn tung vào hầm trú ẩn, đạn bắn xối xả vào công sự chiến đấu, những tiếng hét xung phong vang dội một góc trời. Địch quân chủ quan và còn mê mệt trong tình trạng ngái ngủ, trở tay không kịp, hoảng hốt bỏ chạy không có thì giờ xỏ chân vào đôi dép râu, nói chi cầm đến khẩu súng để chống trả. Một số chạy thoát vào rừng để lại sau lưng chiến địa còn nặng mùi khói súng với nhiều xác chết vương vãi đó đây. Đột kích là phương pháp tấn công vô cùng táo bạo, đánh nhanh, đánh mạnh với hỏa lực tập trung tối đa, được biệt cách dù áp dụng trong thời điểm bất ngờ nhất
làm cho địch không có thì giờ xoay trở. Trung úy Lê Văn Lợi hãnh diện cắm lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên đỉnh đồi Đồng Long. Quốc kỳ rực rỡ, căng gió phất phới bay trên nền trời xanh biếc của mùa hè vùng bão lửa. Đám mây mờ bao phủ vùng trời An Lộc bấy lâu nay lần lần tan biến. Trung tá Phan Văn Huấn, con chim đầu đàn của Liên đoàn 81 biệt cách dù, vào tần số liên lạc với các cánh quân biệt cách dù đang có mặt trên đỉnh đồi Đồng Long. Giọng cảm động, ông nói: "Chúng ta đã chu toàn nhiệm vụ cao cả nhất mà quân đội đã giao phó. Nhiệm vụ phải trả bằng xương máu của các anh em, của các sĩ tử biệt cách dù đã nằm xuống. Tôi thành thật ca ngợi lòng dũng cảm của anh em trong chiến tích hôm nay." Chiếm xong đồi Đồng Long, biệt cách dù truy kích, lục soát chung quanh và phát hiện một căn hầm sâu ven rừng, có tiếng động khả nghi bên trong. Tất cả họng súng đen ngòm hướng vào miệng hầm chờ đợi như con hổ rình mồi. Có tiếng hét lớn từ trong đám lính: "Chui ra ngay, đầu hàng ngay, tao tung lựu đạn vào chết cả đám bây giờ." "Khoan, dừng tay, coi chừng bắn lầm vào dân." Tiếng nói khẩn cấp của người chỉ huy từ xa vọng lại. Tất cả đều chờ đợi, bước lại gần miệng hầm. Người chỉ huy nói to: "Chúng tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa, ai trốn trong hầm thì chui ra mau." Câu nói được lặp lại lần thứ hai, có tiếng thút thít bên trong hầm vọng ra: "Ra đi, chui ra đi, không sao đâu." Tiếng người lính thúc giục, tiếng động bên trong rõ dần. Những ánh mắt long lanh của những chiến binh biệt cách dù chùng xuống khi thấy hai em bé gái 9-10 tuổi lê lết tấm thân tàn chậm rãi bò ra khỏi căn hầm trú ẩn. "Trời ơi, hai đứa bé gái, ba má các em đâu? Sao lại như thế này? Còn ai trong đó không?" Người chỉ huy nắc nghẹn giọng nói. Hai em bé mặt mũi lem luốc, mắt mờ đẫm lệ, thân mình khô đét như hai bộ xương biết cử động, chỉ lắc đầu sau những câu hỏi dịu dàng của người chỉ huy biệt cách dù. Hai em bé đã tránh bom đạn trong căn hầm này bao lâu rồi? 1 tháng, 2 tháng, lấy gì ăn để sống đến nỗi thân thể phải xác xơ như thế này? Ôi chiến tranh! Chiến tranh tàn khốc mà người cộng sản đã mang đến cho dân tộc mình như thế đó. An Lộc Địa sử lưu chiến tích. Kể từ ngày cắm lá quốc kỳ trên đỉnh Đồng Long, biệt cách dù bung ra khỏi thành phố và án ngữ trong các khu rừng phía bắc An Lộc. Thành phố tuy sạch bóng quân thù, nhưng mức độ pháo kích vẫn còn rời rạc, vô chừng. An Lộc đã được giải tỏa trong điêu tàn và đổ vỡ. An Lộc sụp đổ hoang tàn trong cái hình hài đầy vết đạn bom. Nhưng An Lộc đã đi vào huyền thoại của những người tử thủ. An Lộc Địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vì quốc vong thân. Trong hoang tàn và đổ vỡ của một thành phố đã chịu đựng sức tàn phá hải hùng của đạn bom, hai câu thơ của cô giáo Pha được biệt cách dù cứu thoát khi bị thương được khắc trên đài tưởng niệm trước nghĩa trang bên phố chợ Điều Hiêu, mà trong đó 68 nấm mộ của tử sĩ biệt cách dù được chôn vội vã từng đêm khi chiến trận tàn khốc xảy ra đã làm mũi lòng dân cả nước với lòng ngưỡng mộ và niềm xúc cảm vô biên. Sau khi đồi Đồng Long được tái chiếm, thành phố An Lộc xem như được giải tỏa. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3, lần đầu tiên đến thăm An Lộc, và Trung tá Phan Văn Huấn, chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 biệt cách dù, là người đầu tiên được vinh thăng đại tá tại mặt trận. Tác giả Sao Bắt Đẩu trong cuốn Một Ngày Trong An Lộc, trang 296 và 297, đã ghi lại việc thăng cấp như sau. Một ông đại tá mặt trận. Trung tướng Minh cẩn thận giải thích rằng không phải chỉ riêng Trung tá Huấn, chỉ huy trưởng Liên đoàn 81 biệt cách dù là có công, là xứng đáng được tặng thưởng. Sở dĩ ông cẩn thận như vậy là ngại có người sẽ hỏi: "Tại sao chỉ một mình Trung tá Huấn được thăng cấp tại mặt trận?" Tướng Minh cẩn thận như vậy cũng phải. Nhưng trên thực tế, không ai có ý phân bì với tân đại tá Huấn cả. Những người lính biệt cách của ông đã chiến đấu hơn một người lính,
và đã giúp đỡ dân chúng hơn một cán bộ chiến tranh chính trị. Chính một binh sĩ của tiểu đoàn 2 nhảy dù đã xác nhận với chúng tôi rằng đó là những người lính tuyệt. Một người khác kể lại rằng nếu không gặp lính biệt cách thì hai đứa trẻ nằm trong hầm 70 ngày đã chết vì lựu đạn. Anh này khẳng định, miệng hầm trông khả nghi lắm, lại nghe văng vẳng có tiếng động. Gặp người nhát là phải tung lựu đạn trước khi xuống. Nhưng những anh biệt cách của đại tá Huấn đã không tung lựu đạn xuống. Họ kiên nhẫn nằm trên miệng hố rình rập vì họ nghĩ rằng dù có lính Bắc Việt phía dưới thì những người này cũng đói lả không còn sức kháng cự nữa. Cuối cùng họ đã cứu sống được hai em nhỏ, nạn nhân chiến cuộc. Tôi hỏi vị đại tá Tân Thăng. Người ta nói với chúng tôi rằng dân chúng An Lộc lập một nghĩa trang riêng để chôn những tử sĩ của đại tá. Xin đại tá cho chúng tôi hiểu rõ vì lý do nào người lính biệt cách lại có một tác phong đặc biệt đối với dân chúng như vậy. Tôi thiết tưởng điều này cũng dễ hiểu. Anh nghĩ coi, từ trước đến nay, lính biệt cách chúng tôi chỉ nhảy từng toán 5 người vào tác chiến sau lưng địch. Nói một cách khác, chúng tôi đã quen sống với thái độ thù địch của dân chúng trong vùng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi là bạn chứ không phải là thù. Dân chúng giúp đỡ chứ không chống lại chúng tôi. Biệt cách dù nhảy vào An Lộc ngày 16 tháng 4 năm 1972 và rời khỏi An Lộc ngày 24 tháng 6 năm 1972. Tính ra đúng 68 ngày tham chiến. 68 ngày tự chiến với 68 biệt cách dù hy sinh và trên 300 bị thương. Trong mưa pháo kinh hoàng, ngày cũng như đêm không tròn giấc ngủ, đục tường, khoét vách, đào hầm để giành lại từng tấc đất trong tay quân thù. Chiến đấu trong từng căn nhà, từng khu phố, từng đoạn đường lỗ chỗ hố bom. Vùng lên diệt xe tăng cũng như đồng loạt truy kích khi địch đã tàn hơi. Và cuối cùng cắm lá quốc kỳ trên đỉnh Đầm Long tượng trưng cho sự chiến thắng. Hình ảnh người chiến binh biệt cách dù mãi mãi sống trong tâm hồn người dân An Lộc. Hình ảnh dũng cảm, can trường, biểu tượng cho sự chịu đựng bền bỉ, sức chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 48 giờ sau khi rời khỏi chiến trường An Lộc, ngày 26 tháng 6 năm 1972, Liên đoàn 81 biệt cách dù đã có mặt tại miền Hỏa Tuyến để tham gia chiến dịch 3 tháng vùng lên tái chiếm Quảng Trị. Còn giặc thù, còn chiến trường, người chiến binh biệt cách dù vẫn còn song pha tiến bước. Dù một lần sẩy chân nằm yên trong nghĩa trang hiu quạnh, thì đó cũng là một điều vinh quang cho người chiến sĩ để báo đền ơn tổ quốc.